Em xin được mến chào các cô chú và các anh chị ạ. Hôm nay em lên clip này thì muốn tâm sự với cô chú anh chị một xíu ạ. Thứ nhất là em thông báo một cái tin vui. Tin vui này thì không biết các cô chú anh chị đã nghe chưa, nhưng mà em cũng đã tham khảo và lắng nghe những luật sư có tiếng đã trực tiếp tham gia phiên tòa. Thì cô Hằng của chúng ta hoàn toàn có rất là nhiều hy vọng trong cái phiên phúc thẩm sắp tới. Bởi vì cô cùng với các anh chị liên quan như là thầy Quân và ba trợ lý đều thỏa mãn cái điều kiện là có hai tình tiết giảm nhẹ trở lên. Và đặc biệt hơn nữa là cái mức án tuyên từ 3 năm tù trở xuống thì sẽ được cân nhắc xem xét nếu như mà có cái sự phản biện lập luận cũng như là thêm cái bằng chứng để mà tòa tối cao người ta quyết định người ta cho hưởng án treo. Cho nên là em cũng hy vọng là với những gì mà cô Hằng đã làm, cũng như cái động cơ ban đầu của cô hoàn toàn không có tư lợi riêng cho mình, cũng như là cô không có muốn hại thai hết, thì tòa sẽ xem xét lại và có một cái sự thấu tình đạt lý hơn. Cho nên là em nghĩ là thời gian sắp tới chúng ta được quyền hy vọng vào cái điều tích cực này ạ. Việc thứ hai em muốn chia sẻ đến với cô chú các anh chị là em rất là hy vọng chúng ta hãy cùng góp tiếng nói để xây dựng nên một cái cộng đồng fan ủng hộ chính nghĩa, ủng hộ cho cô Hằng thật là văn minh, lịch thiệp, khiêm nhường và hiểu chuyện ạ. Có thể nói là dùng trí thức cũng được, nhưng mà em vẫn thích dùng cái từ hiểu chuyện hơn. Bởi vì sao? Bởi vì em đọc rất là nhiều comment các anh chị và cô chú bức xúc quá, bởi vì cái tình cảm và sự hy vọng của mình nhiều quá, cho nên khi nhận về một cái kết quả không mong muốn thì chúng ta rất là dễ thiếu kiềm chế, và chúng ta có những cái từ ngữ nó mang nặng cái tính chỉ trích không tốt về cơ quan chức năng. Em không có muốn điều này đâu ạ. Bởi vì thực ra trong câu chuyện này á, chúng ta hầu như có những người cũng chẳng gặp cô Hằng lần nào, chúng ta không được tiếp cận hồ sơ vụ án, chúng ta không phải là những người trực tiếp nắm bắt những cái tình tiết trong câu chuyện này về với cơ quan chức năng, cho nên là thậm chí là chúng ta cũng không được xem cái buổi live trực tiếp về cái phiên tòa nữa. Cho nên là chúng ta không nên vội vàng kết luận và có một cái sự quy chụp rằng là không công bằng hay là bất công hay là chế độ hay là gì đó vân vân. Em rất là hy vọng cô chú anh chị chúng ta hãy bình tĩnh lại, bình tâm lại mà xem xét nhìn nhận. Bởi vì sao em nói như vậy? Bởi vì một cái sự việc mà mang tính chất ảnh hưởng xã hội rộng lớn như vậy thì không thể nào mà cơ quan chức năng người ta cẩu thả và người ta làm theo cảm tính cá nhân được, mà người ta phải căn cứ trên pháp luật, dựa trên rất là nhiều yếu tố mới ra được quyết định như vậy. Cho nên là chúng ta là những người không phải đi trong ruột, cho nên chúng ta cứ hãy tôn trọng và em tin là cơ quan chức năng chắc chắn có lý do để mà ra quyết định như vậy. Bởi vì là một cái chi tiết nhỏ như vậy để cô chú anh chị suy nghĩ tích cực hơn thôi. Mức án mà viện kiểm sát đề nghị là 3 tới 4 năm, thì thông thường trung bình trong tất cả những cái vụ án thông thường chúng ta thấy thì tòa kết luận sẽ ra cái mức trung bình là 3 năm rưỡi, đúng không ạ? Nhưng ở đây cô Hằng cao nhất là 3 năm, nó lại thỏa mãn cái điều kiện là từ 3 năm trở xuống khả năng được xem xét án treo. Cho nên cái dự liệu này nó nằm trong cái kế hoạch tính toán dự trù của đoàn luật sư bảo vệ cô Hằng. Và em nghĩ là cái điều này nó có ý đồ hết ạ. Không phải là cơ quan chức năng không lắng nghe lòng dân đâu, không phải đâu. Nhưng mà có một cái điều khổ nổi ở cái vụ án cô Hằng là cô lại là người đầu tiên xử về cái chuyện là chửi nhau qua lại trên mạng xã hội để mang cái tính chất răn đe làm gương. Cho nên là chúng ta cũng nên suy nghĩ bình tâm lại và chúng ta hiểu được ý nghĩa sâu xa đằng sau của quyết định của tòa án này. Cho nên rất mong cô chú anh chị là chúng ta hãy bình tâm lại nhé. Hãy dành sự tôn trọng nhất định dành cho cơ quan chức năng. Và em rất là hy vọng từ trong tâm của mình chúng ta sẽ cùng nhau góp tiếng nói để xây dựng lên một cộng đồng fan yêu chính nghĩa, đặc biệt là ủng hộ cho nữ doanh nhân Nguyễn Phương Hằng thật là văn minh, lịch thiệp, đầy hiểu biết, hiểu chuyện và có một cái sự lan tỏa. Chúng ta sẽ làm sao mà khi nhắc đến fan của cô Hằng là người ta sẽ nhớ ngay tới những người rất là biết điều, cư xử rất là lịch thiệp, chừng mực. Và em rất là trân quý những cái tình cảm của cô chú anh chị dành cho cô Nguyễn Phương Hằng, và em cũng là một trong số những người đó. Chúc cho tất cả cô chú anh chị chúng ta thật vững tin, đừng ngừng hy vọng ạ. Và đặc biệt hơn là chúng ta có thật nhiều sức khỏe và sẽ hồi hướng những gì mà tốt đẹp nhất đến với cô Nguyễn Phương Hằng. Một lần nữa thì em xin được cảm ơn cô chú anh chị đã lắng nghe. Em xin chào ạ.